Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thịnh, Trần Cao Xuân, Phan Văn Khiết, Nguyễn Hải, Trần Hữu Nghĩa cùng trú xã Hòa Phong huyện Hòa Vang về hành vi cố ý gây thương tích. Chiều ngày 17 tháng 2, Thịnh và Xuân cùng đến dự tiệc chia tay lên đường đi nghĩa vụ quân sự tại nhà một người bạn và có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, anh Chu Văn Hồng, 26 tuổi, bị nhóm của Thịnh dùng rửa chém vào người, thương tích 35%.